lấy rắn làm vợ. Ngày xưa, ngày xưa, ở một thị trấn nọ, có một người lái buôn rất giàu có. Ông ta dồn hết số tiền của mình dành dụm được để mua hai con tàu lớn và chất đầy hàng hóa lên đó. Chuyến này, nếu bán được tất cả chỗ hàng trên hai con tàu, ta sẽ thu về rất nhiều tiền vàng và trở thành người giàu nhất thị trấn này. Vậy là ta đã mất hết tất cả tài sản tích góp trong bao năm qua. Xin chào ông. Người là ai? Ta là quỷ lùn. Hình như ông đang có điều gì phiền muộn trong lòng. Hãy nói với ta sẵn lòng giúp ông nếu có thể. Tất cả tài sản của ta đã bị cuốn trôi xuống biển sâu. Giờ ta chỉ còn một mảnh đất nhỏ và một căn nhà lụp xụp tồi tàn thôi. Ôi tổng gì, cái chuyện đó quá đơn giản. Ông muốn bao nhiêu tiền cũng có, miễn là ông hứa với ta một điều: khi về nhà, cái gì chạm vào chân ông trước tiên thì sau 12 năm nữa, ông phải mang lại đây cho tôi. Bình thường khi mình về nhà, con chó hay chạy ra đón mình đầu tiên. Vậy thì nếu mình đồng ý với điều kiện hắn ta đưa ra thì cũng chẳng thiệt hại gì hết. Được, ta hứa với ông. Cha đã về rồi. Ôi không, sao lại là đứa con trai yêu quý của ta cơ chứ? Thời gian trôi qua, bác lái buôn không thấy có tiền của gì xuất hiện, nên bác cũng nguôi ngoai phần nào, nghĩ chắc rằng tên quỷ lùn chỉ nói giỡn chơi. Chả còn gì để ăn nữa rồi, hy vọng chỗ bát đĩa này sẽ đổi được ít tiền. Trời ơi, chuyện gì xảy ra thế này? Tuyệt vời, tất cả đều biến thành vàng trong nháy mắt rồi. Thật không thể ngờ được, số vàng này trị giá hơn cả số tiền mà ta gom góp được trước đây. Dù sao cũng còn đến 12 năm nữa, có gì ta từ từ tính sau cũng được. Nhờ có số vàng, bác mở cửa hàng buôn bán trong thị trấn và giàu có phát đạt hơn xưa. 12 năm sau. Cha ơi, có chuyện gì mà trông cha lo lắng thế? Năm xưa, khi con còn nhỏ, ta đã dại dột thề với một tên quỷ lùn 12 năm sau sẽ giao vật đầu tiên chạm vào chân ta khi về nhà cho hắn, để đổi lấy số vàng mà hắn đã cho ta. Không may, đó lại là con. Giờ đây, thời hạn đó sắp kết thúc rồi. Cha đừng quá lo lắng, mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết của nó. Phải làm cách gì để ngăn không cho tên quỷ lùn chia rẽ hai cha con ta bây giờ? Trời ơi, có chuyện gì xảy ra thế này? Ta là bà tiên trông giữ khu rừng này. Nãy giờ ta đã nghe hết nỗi lòng của cậu và sẽ giúp cha con cậu thoát khỏi sự đe dọa của tên quỷ lùn kia. Được vậy thì tốt quá rồi. Xin bà hãy chỉ cách giúp con ạ. Con hãy dùng viên đá này vẽ một vòng tròn rồi đứng vào trong. Tên quỷ lùn đó sẽ không thể làm hại đến hai cha con của con đâu. Chào ông, hôm nay ta đến đây như đã hẹn. Ông có mang tới vật đã hứa với ta chứ? Ta không thể giao đứa con trai của ta cho ông được. Thay vì vậy, ta sẵn sàng dâng bất cứ vật gì khác cho ông. Không được, ông đã hứa như vậy thì phải giữ lời. Ông không thể nào chạm được vào chúng tôi đâu. Vậy nên hãy xóa lời thề đó đi. Không đời nào. Nếu ta không có được ngươi thì ông ta cũng không thể có được. Sau một hồi thảo luận, cuối cùng người lái buôn và tên quỷ lùn quyết định đứa con sẽ không thuộc về ai. Ôi không, đứa con trai yêu quý của ta. Đó là cái giá phải trả cho việc lão dám nuốt lời hứa với ta.
Hòn đảo này thật kỳ lạ, tất cả đều bằng vàng lấp lánh. Không ngờ trên hòn đảo này lại có một tòa lâu đài to đẹp như kia. Chàng trai trẻ, xin đừng sợ hãi. Ta vốn là nữ hoàng cai trị vương quốc núi vàng. Đã 12 năm nay, ta bị lời nguyền phù phép biến thành rắn. Bây giờ tôi phải làm gì để giúp nữ hoàng trở lại thành người đây? Khi màn đêm buông xuống, sẽ có 3 tên quỷ mang xiềng xích đến hỏi chàng làm gì ở đây. Chàng đừng đáp, kệ cho chúng muốn làm gì thì làm. Nếu chàng chịu đựng qua 3 đêm, phép thuật sẽ biến mất và ta sẽ được giải thoát. Mặc cho chúng dặn hỏi, dọa nạt các kiểu, chàng trai không mở miệng nửa lời, khiến chúng tức giận, nhảy vào đánh đập chàng không thương tiếc. 2 đêm tiếp sau đó, chàng trai tiếp tục bị những tên quỷ hành hạ, nhưng chàng vẫn một mực im lặng. Khi ánh nắng mặt trời ló dạng, nữ hoàng từ bỏ lốt rắn, trở lại thành người. Chàng trai trẻ đã vì ta và vương quốc mà phải chịu quá nhiều khổ sở. Thứ nước này sẽ giúp chàng hồi sinh trở lại. Nhờ công của chàng trai, nữ hoàng và vương quốc đã thoát khỏi lời nguyền. Một lễ cưới linh đình đã được tổ chức và chàng trai trở thành vua núi vàng. Một thời gian sau. Có chuyện gì mà sao chàng buồn quá vậy? Bỗng dưng ta nghĩ đến người cha của mình, không biết giờ cha ta ra sao, còn sống hay đã chết. Đeo chiếc nhẫn này vào ngón tay, chàng sẽ đến được bất cứ nơi đâu mà chàng muốn đến. Ước gì ta đến được thị trấn nơi cha ở. Tuyệt vời, ta đang bay trên bầu trời. Cha ơi, con đã về rồi đây. Chắc ngài nhầm tôi với ai rồi. Tôi cũng có một người con trai, nhưng thằng bé mất đã lâu trong một vụ đắm thuyền rồi. Con chính là con trai của cha đây. Ngày đó khi chiếc thuyền lật úp, con may mắn thoát chết và dạt vào bờ. Cha còn nhớ vết sẹo này chứ? Con đã bị thương ở tay trong một lần té ngã từ trên cây. Đúng là con trai ta thật rồi. Ta cứ ngỡ con đã bỏ mạng dưới biển sâu rồi. Bằng chiếc nhẫn thần, nhà vua đưa cha về núi vàng trong nháy mắt. Trải qua một thời gian xa cách, giờ đây bác lái buôn sống hạnh phúc với con cháu ở lâu đài núi vàng đến cuối đời. Lòng tự trọng. Ngày xưa có một vị vua rất nhân từ và thương dân như con. Ông thường cải trang thành dân thường phi hành để thăm nom đời sống của người dân. Này, này, biết tin gì chưa? Tin gì? Ở làng bên có một vị đại gia từ đâu tới rất hào phóng. Biết bao nhiêu dân nghèo được ông ấy cho tiền đó. Nghe nói ông ấy sắp đi tới đây rồi. Mọi người mau về chuẩn bị đi. Chuẩn bị gì cơ? Thì chuẩn bị để được cho tiền chứ sao? Nghe nói vị đại gia đó chỉ cho tiền những người nghèo thôi. Tội nghiệp, trong bọn họ đáng thương quá. Mau cảm ơn Trần lão gia đi. Đội ơn Trần lão gia. Không ngờ nơi này cũng có lắm kẻ đáng thương như vậy. Đây là Trần đại nhân cho ngươi đó, còn không mau tạ ơn. Khoan đã. Ngài muốn tôi làm gì? Làm gì là làm gì? Trần lão gia cho ông đấy. Tiểu quý. Có chuyện gì vậy lão? Thưa, ngài muốn tôi làm gì giúp ngài phải không? Giúp ta ư? Tôi là một kẻ ăn mày, nhưng tôi chỉ nhận tiền sau khi đã làm được một việc gì đó mà người đó sai bảo. Ngài vừa cho tôi một đồng tiền, vậy ngài hãy sai bảo tôi đi. Ông cứ nhận đi, ta không cần ông làm gì cả. Không được. Nhất định ngài phải sai bảo tôi, nếu không tôi sẽ không nhận đồng tiền này đâu. Gớm chưa,
ăn mày mà còn sĩ. Ta chỉ muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn thôi, chứ không muốn mong gì hơn. Không được, ngài nhất định phải sai bảo tôi. Tên kia, có buông tay lão gia ra không thì bảo. Ta không muốn sai bảo gì ông cả, ông hãy bỏ tay ra đi. Xin ngài hãy để tôi làm một điều gì đó, nếu không tôi không thể nhận tiền của ngài. Nhưng ta không cần ông giúp gì cả. Ôi trời ơi, đúng là một tên điên, mà bỏ tay ra, nếu không ta sẽ gọi quan phủ. Tôi không có ý xâm hại đến ngài đâu, chỉ xin ngài hãy sai bảo tôi, hoặc nếu không hãy cho tôi một cái tát. Ngươi đúng là một tên điên, mau cút đi. Vậy ngài hãy nhận lại đồng tiền này rồi đi đi. Ai, đúng là lão điên, có phúc không biết hưởng. Khoan đã, nhất định phải tát ông thì ông mới nhận đồng tiền này hay sao? Vâng, thưa Trần lão gia, tuy tôi là một kẻ ăn mày, nhưng tôi cũng có lòng tự trọng của mình, tôi có quy tắc của mình. Nếu ông có lòng tự trọng như thế, tại sao còn đi ăn mày? Sao không lao động để kiếm tiền? Từ nhỏ tôi đã mồ côi cha mẹ, lại mắc căn bệnh hiểm nghèo, khiến người người xua đuổi, không ai dám nhận vào làm, thế nên mới phải đi ăn mày. Nhưng tôi chưa lấy không tiền của ai bao giờ. Hay, nói hay lắm, rất có khí phách. Ta rất thích những người có lòng tự trọng như ông, thà chịu đói chứ không chịu nhục. Nếu ông không chê, hãy đi theo làm người hầu của ta. Vài ngày nữa, ta sẽ cho người đến đón ông về nhà ta. Sao cơ? Còn đồng tiền này, ông hãy cứ giữ lấy, coi như tiền công ta trả trước cho ông. Thế đã được chưa? Đội ơn Trần lão gia, đội ơn ngài. Trần lão gia đúng là một người nhân hậu hiếm có. Ông ta là ăn mày mà có lòng tự trọng như thế, còn chúng ta thì... Chuyến vi hành này đã khiến Trẫm học thêm được một bài học, quả là không uổng công vô ích, đúng không? Hoàng thượng nói chí phải ạ. Chuyện về mưa và bầu trời. Con thích bầu trời lúc bình minh tươi sáng, cả lúc hoàng hôn nhuộm đỏ. À, nhưng con thích nhất là bầu trời trong xanh như bây giờ mẹ ơi. Còn cả bầu trời đêm sao nữa chứ con. Đúng rồi, bầu trời đêm sao thật lung linh và kỳ ảo. Con yêu bầu trời, con không bao giờ muốn xa bầu trời. Mình không muốn làm thằng bé buồn, nhưng mình không thể giấu con mãi được. Giọt mưa nhỏ à, thật ra đến một ngày nào đó, chúng ta đều sẽ rời xa bầu trời và đáp xuống mặt đất. Con đừng lo, ở mặt đất chúng ta vẫn có thể thấy bầu trời, chỉ là một khoảng cách xa hơn thôi con. Không, con sợ lắm. Con không đi đâu, con ở trên này với mẹ và bầu trời cơ. Thôi được rồi, đừng sợ. Đáp xuống mặt đất là điều không tránh khỏi con à. Nhưng xuống dưới đó, con có thể chọn ở lại mặt đất nếu con muốn, hoặc không, con có thể bay trở lại bầu trời. Thật hả mẹ? Hay quá! Con muốn quay lại bầu trời, nhưng làm cách nào để quay lại bầu trời hả mẹ? Mình có nên nói cho con biết cách quay về bầu trời không đây? Nó thật sự là hành trình gian nan. Nếu không biết, thằng bé có thể sống cuộc đời bình yên ở mặt đất. Mẹ ơi! Mẹ nói đi mẹ! Được rồi! Mình sẽ nói mọi thứ cho giọt mưa nhỏ biết. Còn lựa chọn thế nào, thằng bé sẽ tự quyết định. Quãng đường đi xa như vậy, gặp bao nhiêu khó khăn, chịu cái nóng thiêu đốt nữa. Con... Đừng lo, nếu con thấy không thể làm được, thì hãy ở lại mặt đất. Bây giờ đang là mùa đông, nhưng đợi đông qua, xuân đến, khắp đất trời cây cối xanh tươi, muôn hoa đua nở, cảnh vật tươi đẹp vô cùng. Không bao giờ. Đối với con, bầu trời là đẹp nhất. Dù khó khăn thế nào, con cũng sẽ quay lại bầu trời. Con ơi, đừng lo lắng. Khi đáp xuống mặt đất, đừng bao giờ tù động một chỗ, nhưng cũng đừng để dòng nước khác cuốn con đi. Và nhớ giữ mình không được phẫn đột con nhé. Mẹ yêu con nhiều lắm.
bầu trời xa quá. Đường trở về lại không dễ dàng. Không được, dù thế nào cũng nhất định phải quay lại bầu trời. Bây giờ là mùa đông, muốn quay trở lại bầu trời chỉ còn cách nhảy xuống hồ này, theo dòng nước đi ra sông rồi ra biển như lời mẹ dặn. Cố lên giọt mưa nhỏ, mày làm được mà. À! Qua không biết bao nhiêu tháng ngày, giọt mưa nhỏ đã vượt qua hồ nước lạnh buốt. Cậu không dừng lại mà tiếp tục vươn ra sông, đối diện với biết bao cám dỗ nguy hiểm. Và đúng như lời cảnh báo của mẹ, giọt mưa nhỏ gặp một con lũ lớn cuồn cuộn và hung bạo. Theo bọn anh đi nhóc, bọn anh sẽ là những kẻ hung bạo nhất, mạnh mẽ nhất. Bọn anh rong chơi đến đâu đều khiến kẻ khác phải khiếp sợ. À. Wow, đúng như mẹ nói, mặt đất thật tuyệt đẹp. Giọt mưa nhỏ mãi ngắm cảnh sắc đẹp tuyệt của đất trời mà không biết mình đang bị những dòng nước thải đen xì tiến lại bao vây từ tất cả các phía. À, các anh ở đâu ra thế này? Dòng nước bị các anh làm cho bẩn thỉu, đục ngầu rồi. Cái gì? Thằng ót này, anh em đâu? Cho nó biết thế nào là bẩn thỉu, đục ngầu đi. Không được, tránh xa tôi ra. Bắt lấy nó, thằng ót lao tét. Không còn đường đi tiếp nữa, làm sao bây giờ? Thế nào, ót con, giờ thì mày chạy đằng trời nhé. Khá khen cho thằng nhãi nhà mày có thể đi xa như vậy. Giờ thì ngoan ngoãn nhập hội với tụi tao đi. Không lẽ phải bỏ cuộc như thế này? Mình dẫu sao cũng chỉ là một giọt mưa bé nhỏ, sao có thể đấu lại đội quân của chúng? Tại sao lại có cảm giác mặt đất đang hút lấy mình nhỉ? Lẽ nào mình có thể ngắm vào nền đất đá này? Nhưng mạo hiểm quá, lỡ như... Nhờ sự dũng cảm liều mạng của mình, giọt mưa nhỏ đã ngấm xuống đất đá, đến được mạch nước ngầm và xuôi dòng đi ra biển. À ha ha, mình vẫn còn sống. Mình đã làm được rồi. Ở đây mặn mặn, lại rộng mênh mông. Nếu như theo những gì mẹ nói, thì mình đã ra được biển. Ha ha, đúng rồi, mình đã ra được biển. Mẹ ơi, bầu trời ơi, con đã ra được biển rồi. Mình đã đợi ở biển một thời gian rồi mà vẫn chẳng thể quay lại bầu trời. May mà cảnh sắc ở đây đẹp tuyệt diệu. À, nóng quá. Lẽ nào đây chính là cái nóng thiêu đốt mà mẹ nhắc tới? Không thể, nóng như vậy thì chỉ có chết thôi. Nhưng mình đã đi một quãng đường rất dài, chờ đợi ở đây cũng rất lâu rồi. Nếu lỡ mất lần này, không biết bao giờ mới có cơ hội. Phải làm sao đây? Thật ra mặt đất cũng là một nơi đáng để sống. Mình phát hiện ra nhiều điều thú vị mà từ trước đến giờ mình không biết. Và còn rất nhiều thứ mình muốn khám phá. Tại sao mình không ở lại mặt đất nhỉ? Bầu trời của mình. Có lẽ chính giọt mưa nhỏ cũng không hiểu tại sao cậu lại từ bỏ mặt đất tươi đẹp, kỳ thú để vươn lên bầu trời. Và mỗi người trong chúng ta cũng vậy. Chúng ta luôn có một điều gì đó muốn thực hiện, không vì lý do nào cả, chỉ đơn giản là trái tim ta mách bảo. Nhẫn cưới. Đã thống nhất là 2 năm nữa cưới, bây giờ anh lại đổi ý là sao? Tại bố mẹ dục quá, đằng nào cũng cưới mà em, sớm chút cũng có sao đâu. Anh nói thế mà được hả? Em vẫn là ca sĩ vô danh,
phải phấn đấu nhiều. Chồng con vào rồi thì đâu còn thời gian nữa. Em đồng ý cưới thì muốn thế nào anh cũng chịu. Em cứ tự do theo đuổi con đường âm nhạc. Anh hứa sẽ không can thiệp, cấm cản gì hết. Dễ lắm đấy. Còn bao nhiêu là trách nhiệm nữa. Bạn em bảo lấy chồng là đeo gông vào cổ đấy. Gông à? Nhắm mắt vào, anh có cái này cho em đây. Ôi, nhẫn đẹp quá. Không phải nhẫn đâu, em đã đeo gông vào rồi đấy. Ngày nào cũng đi sớm về khuya. Ca sĩ vô danh thôi mà bận biểu thế à? Chính vì vô danh nên con mới cần phấn đấu để nổi danh. Chuyện khó vậy làm sao đi? Lo sinh con cho ba mẹ ẵm cháu đi kìa. Phụ nữ lấy chồng rồi thì phải chuyên tâm mà chăm sóc gia đình chứ con. Chỉ tại mày thôi đấy, cái thứ gông cùm này. Anh xem, mẹ ngày nào cũng càm ràm việc em về muộn, rồi cứ dục giả chuyện con cái. Biết vậy em đã chẳng đám cưới. Chắc tại mẹ mong có cháu quá thôi mà. Mẹ cũng lo em về muộn ảnh hưởng sức khỏe, chứ không có ý gì đâu em. Công việc của em nó vậy rồi, cứ tối mới có nhiều show diễn. Đâu phải tại em muốn về muộn. Trước khi cưới anh đã hứa những gì, anh nhớ không? Có chứ. Anh biết đã thiệt thòi cho em. Nhưng chúng mình đã cùng nhau đeo nhẫn cưới, chịu khó vì nhau một chút em nhé. Thà cho anh đấy. Ai bảo em yêu anh? Đeo gông của anh mất rồi. Alo. Vậy sao? À, cho tôi thêm thời gian suy nghĩ. Vi, em lên mạng xem chưa? Em xem bài hát của em nó rần rần chưa kìa. Hả? Tài ơi Tài, em nổi tiếng rồi. Bài hát của em triệu view sau một đêm rồi Tài ơi. Bình tĩnh, hạ cánh đi má. Tới phòng thu ngay nhé. Cô đã có chồng sao Lan Vi? Vâng. Cô còn trẻ, dòng nhạc cô theo đuổi cũng hướng tới đối tượng teen. Vâng, đúng rồi. Thế thì sao ạ? Cô có thấy ca sĩ thần tượng nào đã có chồng mà được hâm mộ không? Tôi... không. Cô hãy lựa chọn đi. Ý ông là tôi phải bỏ chồng sao? Cô cưới lâu chưa? Đám cưới tổ chức có rầm rộ không? Dạ không. Đám cưới chỉ trong nội bộ gia đình. Chúng tôi vẫn chưa xong thủ tục đăng ký. Thế thì được. Nhớ rằng không bao giờ thừa nhận mình đã có chồng. Và vứt cái nhẫn kia đi nếu cô còn muốn nổi tiếng. Vâng. Trên mạng đang lan truyền rất nhiều thông tin và hình ảnh về việc cô đã lấy chồng. Cô thấy sao về việc này? Tại sao trước đây cô luôn nói rằng mình chưa từng yêu ai? Chứ cô làm thế nào mà để lộ hết thông tin về đám cưới của mình thế hả? Tôi cũng không rõ nữa. Không xử lý được vụ này, sự việc của cô sẽ tiêu luôn. Ngày mai họp báo, cô liệu mà diễn cho tốt. Về dặn dò gia đình kỹ càng đi, không chừng nội gián ngay bên cạnh. Chính anh là người đã tiết lộ thông tin, làm khán giả họ nói tôi không ra gì trên mạng phải không? Anh và mẹ anh lúc nào cũng muốn tôi giải nghệ, về sinh con cho anh, rồi ôm lấy xóa bếp này. Không phải vậy đâu, Vi ơi. Anh không bao giờ lại làm tổn thương em như thế. Hết rồi, sự nghiệp của tôi, mơ ước của tôi tiêu rồi. Tất cả là tại anh, tại cái đồ gông cùm chết tiệt này. Em đang nóng giận, khi nào bình tĩnh lại chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện. Tập đoàn công nghệ Hitech. Cô Lan Vi, hôm nay cô sẽ có câu trả lời chính thức cho báo giới và khán giả chứ? Đúng rồi, sao cứ im lặng hoài vậy? Tôi... thật ra... chiếc nhẫn cưới này là câu trả lời của tôi. Ồ! Oh.
lỗi mọi người. Tất cả những thông tin trên mạng đều là sự thật. Ngày hôm qua, tôi còn có ý định che giấu, nhưng tôi đã phát hiện ra chồng tôi đã âm thầm từ bỏ cơ hội làm việc ở nước ngoài, tại một tập đoàn lớn mà anh ấy vẫn mơ ước, chỉ vì không muốn xa tôi. Vậy mà tôi đã quá ích kỷ. Một lần nữa, tôi xin lỗi tất cả mọi người, những khán giả đã yêu mến tôi. Đối với tôi, không có gì thiêng liêng và quý giá hơn chiếc nhẫn cưới này. Nó không phải gông cùm, nó là tình yêu. Mẹ vợ, con rể. Bà cho con ăn nha. Mẹ ạ, mẹ con vẫn ốm lắm. Đợt này bà yếu quá, chắc khó lên thăm cháu được. Có gì mẹ đỡ đần bọn con một thời gian mẹ nhé. Mẹ biết rồi, anh không phải nói nhiều. Đi làm gì mà đến tận giờ này mới về? Hôm nay con có gặp khách hàng nên về hơi muộn. Mẹ và nhà con ăn cơm chưa ạ? Mấy giờ rồi mà giờ này còn chưa ăn? Vợ anh ở cử mà đợi anh đến giờ thì có mà chết đói à? Vợ đẻ thì mình phải chịu khó vất vả chút con à. Mẹ có giúp cũng chỉ là phụ thôi. Quan trọng vẫn là anh. Đừng để cho vợ nó tủi thân. Dạ. Vợ anh mới đẻ, còn chưa hết cử đâu đấy. Nào nào, cô Bin của mẹ ăn ngoan nào. Thôi, thật chả ra làm sao. Mày sao đấy hả con? Mệt hả? Vâng, hôm nay con hơi mệt. Đây, mày cứ ôm đồm cho lắm việc vào, rồi ốm ra đấy thì khổ. Ôm đồm gì cơ mẹ? Việc cơ quan làm sao con đừng được? Là mẹ nói chung chung. Đi làm đã mệt, về nhà mày phải biết chỉ cho chồng làm đỡ việc. Mày cứ chiều nó quá rồi á, sinh hư. Tưởng mẹ nói gì, mấy việc cỏn con ấy con làm tí xong, để anh ấy làm con lại phải làm lại, mệt hơn nữa mẹ. Mày cứ nghĩ thế nên chỉ khổ thôi con à. Là mẹ chỉ muốn tốt cho mày. Mẹ đang ở đây á, giúp mày. Chứ mẹ về, một mình mày chỉ khổ thôi con à. Bà thông gia thì già yếu, còn trông cậy được gì. Mà nó thì không biết điều, toàn về muộn. Chắc toàn trốn việc nhà để bù khú nhậu nhẹt thì có. Mẹ thì anh ấy có việc của anh ấy. Vâng, chị không phải bên. Thấy chị suốt ngày quay cuồng với mọi việc, chị không thấy xót mình, nhưng tôi xót. Mẹ mình tuy nói hơi quá, nhưng cũng không phải có điều không đúng. Anh ấy suốt ngày về muộn, chẳng giúp đỡ vợ được gì. Ôi, bà đây, bà đây. Bà thương nào. Cháu làm sao đấy mẹ? Thấy nước sôi, mẹ đang đứng lên tắt bếp, quay lại đã thấy nó ngã rồi. Chỉ bị sưng tí ở đầu. Ừ, cháu bà ngoan, bà xức dầu cho con là hết đau ngay nha. Để con đi lấy dầu. Mẹ ơi, con mới về. Ừ, ba bế nào, hôm nay con ở nhà có ngoan không? Hôm nay con bị ngã à em? Vâng, lúc sáng sơ ý, chắc con lên cái bàn nên bị ngã nhào xuống nền nhà. May quá, không bị sao, chỉ sưng u tí thôi. Sao mẹ em bất cẩn thế, ở nhà chăm con mà cũng không xong. Anh ở nhà một ngày vừa trông con vừa làm việc nhà thử xem như thế nào. Thôi, để tôi về, anh chị tự đi mà trông nom thằng bé cho an toàn. Ừ, con xin lỗi mẹ, con không có ý nói mẹ. Nói ai cũng thế thôi, anh tưởng trông trẻ con mà dễ à, anh cứ thử làm rồi biết. Mẹ, sao mẹ nghĩ thế? Chị nghe chồng chị nói rồi đấy. Anh xin lỗi, chỉ vì xót con quá nên anh lỡ miệng chứ anh... Sao em lại từ chuyện nọ xiên sang chuyện kia vậy? Đang nói chuyện hôm nay cơ mà. Nhân tiện nói luôn, chẳng qua cũng vì bức xúc với anh từ lâu rồi nên mẹ mới thế.
Em tưởng anh không biết à? Mẹ có thành kiến với anh. Anh biết thời kỳ có con nhỏ, vợ chồng như mình sẽ vấp váp và vất vả nhiều. Em cũng căng thẳng. Anh... đấy cũng là do một phần ở anh. Anh yên tâm, mẹ xót con cái nên mới thế thôi. Anh biết là vậy. Anh biết mẹ xót con cái. Nhưng nếu mẹ không thông cảm thì vợ chồng mình cũng sẽ không yên ổn. Rồi cứ suốt ngày căng thẳng thế này, còn tâm trí nào mà lo làm ăn. Anh tưởng em dễ thở lắm hả? Em cũng mệt mỏi lắm chứ. Đi làm đã áp lực công việc, về nhà mẹ và chồng không yên ổn, chỉ khổ người ở giữa như em thôi à. Anh hiểu rồi, em đừng có buồn nữa. Chốc nữa anh sẽ ra xin lỗi mẹ. Tại anh nên mẹ nóng giận tự ái, chứ mẹ vốn ruột để ngoài da. Anh biết tính mẹ rồi còn gì, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy ngay thôi. Để chúng nó khổ tâm thế này, có lẽ một phần cũng là do mình. Xét cho cùng, tại mình xét con rể quá. Mình làm mẹ, làm bà mà sống thiếu bao dung. Từ nay phải khác thôi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.